Hello hello, xin chào tất cả các bạn, và mình đã quay trở lại đây. Và mình xin phép được gửi gắm tất cả các bạn một siêu phẩm không bao giờ đủ mạnh. Từ siêu bao giờ đủ mạnh để diễn tả là một clip mà các bạn, một trận đấu các bạn ăn mạng, các bạn giết người, các bạn đi gánh, các bạn đầy trù đã rất khó rồi. Những cái trận đấu ngày hôm nay không được gánh này, không được đi ăn mạng này, và đặc biệt rằng là tím các bạn nó sẽ fit đồ ghế, thì làm thế nào để các bạn chiến thắng? Thì đấy các bạn, một siêu phẩm mà là một cái yếu phẩm các bạn nhé. Đấy, cho nên là các bạn ơi, đầu tiên các bạn sẽ làm cho mình những cái việc như sau khi xem clip này. Đầu tiên các bạn hãy luôn luôn chú ý cho mình cái bản đồ con là cái thứ nhất. Cái thứ hai, các bạn sẽ lắng nghe cùng bản đồ con, cùng mình phân tích nếu trận đấu này các bạn nhé không ăn mảng, không đi gánh mà vẫn đầy đủ được win, thì các bạn sẽ áp dụng cái chiến thuật này chơi một trận đấu bình thường thì chắc chắn mỗi trận đấu các bạn sẽ win. Đấy là như vậy. Thì như các bạn đã biết thì bắt đầu vào về trận đấu này thì các bạn hãy tặng cho mình một like, một comment các bạn nhá. Cái này thì các bạn hãy để cho mình có thể lên top thịnh hành clip này thì càng tốt, để các bạn biết được gọi là siêu đầy đủ bách đó nhá. Đầu tiên bản đồ con chúng ta sẽ nhìn này, các bạn phải như vậy là nghe này, bản đồ con không có gì cả. Nhưng để mà làm trận đấu đầy lẻ thì chúng ta sẽ có những yếu tố gì? Yếu tố thứ nhất đó chính là chúng ta phải đảm bảo được đường lính của ba điên nó không bao giờ để cho lính của tiến địch bay vào trụ binh. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai, chúng ta sẽ phải điều tiết đường lính, và quan trọng nhất là sẽ đầy lẻ ở nơi nào mà tiến địch chẳng hạn nhé. Tiến địch nó gánh ở đường rông thì mình sẽ đầy ở đường trên. Đấy, và ngược lại các bạn phải làm như thế nào điều tiết cái đường lính, và chúng ta sẽ đầy lẻ những nơi mà tím địch nó không vào đó, hoặc là chúng ta phải nhánh ngày nhìn map có. Bởi vì nếu một trận đấu, nếu các bạn nhá, nếu mà mình đi đầy lẻ một đường, các bạn mà cho mình giết một người solo đường ấy thì cái đó đối mình hoàn toàn dễ. Nhưng làm sao để đầy trù mà cấu kèo như tím địch nó đi theo một cái hướng của mình đi, cái đó một cái khó. Chẳng hạn bây giờ mình đẩy đường kinh công nhá, có một thằng thủ trụ, mình làm gì được giết đâu, mình lại sẽ không đẩy trụ được. Nhưng làm sao để đẩy được thì các bạn hãy lắng nghe cái bản đồ con này. Đấy, tím mình hiện tại 3 người ở trên đường thì mình sẽ phải nhanh nhảy ra mít để mình giữ quái, để cho lính đẩy vào nhà. Đẩy vào nhà làm gì? Thứ nhất, một là để một người bình thường ấy nó sẽ bị thủ trụ, một thằng rát đây nó bỏ những cái nó sẽ đánh ở trên không bị gì hết. Thì đầu tiên mình sẽ giữ được cái trụ cho tím mình để từng nào hay từng đấy. Khi mà giữ được cái trụ cho tim mình ấy thì lúc đó tim mình nó sẽ được phám và không bị mất trụ. Thì cho dù tim mình có chết, có phít mạng, có 2 năm hay là bao nhiêu năm đi chăng nữa thì cái trụ vẫn còn đấy, trận đấu vẫn còn đấy, và tim mình vẫn còn trận đấu. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là làm thế nào để đẩy lẻ win được. Khi tí nữa giữa trận đấu mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lừa tím địch. Đấy, cách lừa tím địch các bạn nhé. Mình sẽ đẩy lính để lừa tím địch thu hút lính vào đường này, và ta sẽ đẩy cái đường kia. Đấy các bạn nhé. Và tím địch đang đẩy được cái trụ đường trên, cái trụ đường trên gần đi rồi, nhưng mình nghỉ vẫn thủ được. Nhưng mình bây giờ sẽ bắt đầu đi thủ đường lính các bạn này. Nhìn bản đồ này, sang mid quái cao mình sẽ không quan trọng, ở đường dưới này đánh nhau mình không được gánh thì mình sẽ đẩy hết đường lính này, thằng lính vừa chết thì cái trụ vẫn còn đấy. Còn cái đường trên mình không lên được thì bây giờ mình sẽ nghỉ một cách, mình lên và phản gánh ở trên, không phản gánh và mình sẽ đẩy cái tên lính hái ở đường rông đấy một cách nào đó. Đây mình sẽ đi cướp vua một phát, rất là khó. Mình nói thật các bạn, chơi một trận đấu win là đã khó rồi, nhưng đấy không được gánh, không được ăn mạng thì nó cực khó gấp trăm lần. Đường dưới của mình này, mình sẽ đẩy thêm một tên lính dưới, sau đó thằng lùi bố đi đâu thì đi, mình không cần biết. Và sau đó mình sẽ đi ra mid và đi tất cả mọi đường để giữ cái trụ mình nó tốt nhất có thể. Cái đường rông nhá, cái đường rông của team mình nó rất yếu, thì khá này mình sẽ lên và mình đẩy cho nó gọi là kéo được 2 tên lính để nó kéo nắp, nó không ép vào cái trụ mình được. Đấy rồi, cái bình tĩnh. Trận đấu này các bạn cần nhìn đến bản đồ con nhé, đặc biệt nhìn bản đồ con nhé. Mình luôn luôn di chuyển bằng bản đồ con chứ không bao giờ ai di chuyển bằng cái map này hết. Hoan nghênh đến bản đồ con để di chuyển các bạn nhé. Và các bạn đừng quên rằng hãy tặng cho mình một nút like, một nút comment các bạn nhé. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn đi thử thách. Nếu các bạn hiểu được cái trận đấu này thì mình khẳng định những trận đấu đánh bình thường các bạn chơi được tốt. Rồi, mình sẽ lên thủ. Đây, hai thằng ở đường rừng mình kề nó không sao. Mình sẽ vào bùa đỏ nó một chút này rồi. Đây, chặn lính này các bạn nhé, chặn lính này. Đấy, mình chặn lính thì team địch sẽ không bao giờ ăn được cái đường của mình. Đấy, team mình đánh nhau kề không sao.
tầm khoảng phút thứ bao nhiêu nhỉ, tầm khoảng phút thứ 8, thứ 9 thì lúc đó mình mới có thể làm được nhiều. Bởi vì các bạn phải hiểu một trận đấu không được gánh á, chỉ được phá thủ đấy. Các bạn thấy chưa? Đầu tiên thì mình là khiến thằng Văn Héo nó di chuyển theo mình rồi đấy. Đó là cách đánh lừa các bạn nhé, chúng ta phải lừa tí địch mới để phá thủ được, cho nó mất thủ để phá được. Đấy, lừa như nào ạ? Thì lừa cái phá vào đâu các bạn có thấy không? Mình vào mình chặn cái tên địch, thằng Héo ăn nát cái thằng khác vào nghỉ giết được mình. Sau mình vào con bùa đỏ của nó, không đâu khí nó di chuyển theo mình ấy, thì bắt đầu tên địch của mình vào thủ và lúc đó mình chém. Khi có là một thủ này thôi, thì các bạn sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ khai thác cái đường mà nó mất thủ các bạn nhé. Trận đấu này ngoài việc mình giữ hai cái đường ở dưới đó, thì mình sẽ khai thác vào cái lỗ hổng của nó là cái đường thông. Thì trong trận đấu này mình gọi là đường trên nhá, đường nghịch công đường dưới nhá, để các bạn dễ hiểu nhá. Đấy rồi, mình sẽ nói chậm lại một chút, không nhiều bạn mới xem clip của mình, các bạn không hiểu giọng nói của mình, các bạn lại kiểu không nghe được gì nhiều. Đấy, mình sẽ luôn luôn để cái đường trên, mặc dù chém cái đường mid, nhưng các bạn hãy nhìn này, mình luôn luôn nhìn cái đường trên này, các bạn thấy chưa? Mình luôn nhìn cái đường trên, mình sẽ lên đẩy đường mid, bởi vì đường trên nó bỏ thôi, nó sẽ thủ cái trụ thứ hai. Nhưng làm thế nào để lừa nó để chém được cái trụ hai thì đó mới là một cái điều rất khó. Thì mình phải cấu kéo cho thằng Văn Héo nó đi đâu đấy, hoặc mình điều không được này. Còn một tên lính thứ hai này, các bạn nghĩ này, cái trụ của mình nhá, cái tên lính thứ hai đi lên này đấy, thằng Văn Héo mà tỉnh táo nó sẽ thủ được này. Còn nó mà di chuyển điều khác mình sẽ đến chém này. Các bạn nhìn cái bản đồ con nhá, nhìn này, mình đang nhìn bản đồ con đấy. Rồi tên lính của mình đang lên ở phía trên nhá. Từ mình nghĩ là Văn Héo là thủ đó, đường dưới cao đường trên đấy, ok được, nói chung là chấp nhận được, bởi vì team địch ở đất thủ nhà thì các bạn nhìn bản đồ con thì mình ạ, mình dần đấy, nghe mình nói bạn nhìn bản đồ con đấy. Cái game này thì chúng ta không được nhìn màn hình chính, nó có đánh nhau đâu mà nhìn. Đây mình đẩy một chút tới lính mid ba đường lính trên, mình sẽ co một tướng lính này, đường lính trên có một tướng lính, thằng Văn Héo đẩy khi phá này mình sẽ đẩy ở đường trên một tướng lính, và sau đó thì hoa lính bây giờ lại là thế hoa lính, bởi vì hai thằng nó thủ đường đâu đó. Ok, ốc sắt mình lại phải mồi nhử tiếp một cái tướng lính nữa, cái tư đầy lính nữa các bạn, không đánh nhau mà mình sẽ mồi nhử này, đây này phá này, đây này chặn lính này, chặn một tướng lính này, mồi nhử này, rồi thằng Văn Héo rồi cái phá cái tiếp theo tiếp, bởi vì là hai thằng thủ mình sẽ ra mít đấy các bạn, mít đấy bạn đâu có đấy, mít này. Đây ra mít này các bạn này, mình sẽ kéo tím địch về mít, đây thằng ghi đu về, các bạn thấy ghi đu về chưa? Còn thằng Văn Héo mình sẽ chém cái trụ hai này, đây trụ hai này, rồi kề nó, mình sẽ khai thác đường tiến nhá, các bạn đến nhớ nhá, cái đường tiến là cái đường khai thác tốt nhất. Trận đấu này mình sẽ khai thác đường tiến, thằng ghi đu đấy này, ghi đu mua đấy này phá, rồi mình chặn lính ở đấy, thì cái tấn lính của mình phá này này, nếu nó thủ ấy không biết, nhưng các bạn đến nhớ cái tấn lính của mình đang đi lên này, các bạn nhìn chưa? Mình sẽ quay mình sẽ nhìn tấn lính mid và nhìn đường tiến này, đấy cứ phá rộng rộng từ đường lính hướng đến, thằng Văn Héo thủ mid rồi. Thì không biết nó sẽ quá thủ đi công hay không, nhưng mình nghĩ là không, team đang đánh nhau ở mid. Thì cái phá này mình sẽ chém lên cái trụ từ. Cái phá từ lấy lại cái đó. Ăn cái bôi xanh đi. À tí mình có bắt cái phá này. Cũng tốt, nói chung là cũng nhớ tí. Đấy, thực sự khi các bạn chơi cái lối đánh này ấy, thì các bạn biết lắm, đồng đội của mình rất khỏe. Bởi vì team địch nó không ép được mình. Team địch nó không ép được mình. Bởi vì là thương các bạn thấy, đấy. Nó ép một cái thì mình lại đi để lẻ đó. Rồi không sao các bạn nhé, bình tĩnh này, cái đường tiến mình luôn luôn để ý cái đường tiến, mặc dù mình phá ở dưới này nhá, nhưng luôn luôn để ý cái đường tiến. Thằng Văn Héo chỉ cần di chuyển lệch một phá thôi thì nó sẽ đi. Rồi mình sẽ ăn cái đường dưới đấy nhá, mình đã lấy được tầm khoảng là cả 6 cái gian trụ ngoài của tiến địch thôi, tiến địch chỉ còn 3 cái trụ ở phía tắm thôi đấy, 5 trụ, có một cái trụ ngoài ở đường trên kinh cống nữa. Các bạn đến nhớ nhá, khi các bạn khai thác một đường, các bạn di chuyển ở đâu, các bạn phải nhìn lên bên tướng lính ở đâu có chấm xanh cao bản đồ, các bạn hãy tận dụng ở đấy. Thà là mít này, phá này rá này mít này không được rồi, phá này mình sẽ đẩy lính mít, rồi lui một chút từ từ nha lui một chút này. Đường lính dưới cáo mình sẽ cho quẩy đấy, đường tiến các bạn nhé, mình luôn ủy đường tiến, vì đường tiến sẽ khai thác được tốt nhất, vì các bạn mình biết như thế nào, vì đường tiến là cái đường tiến nó rất là xa, địch thủ rất là khó, cho nên mình sẽ luôn chú ý đường tiến và đường mid này. Bây giờ làm thế nào để chiến thắng ạ? Bây giờ phải làm thế nào tím của mình mà có mát với tím nó, thì cần cấu kèo ở phía dưới đường rông thì mình sẽ đẩy được đường tiến win, hoặc nếu tím địch và tím mình có mát ở đường tiến thì mình sẽ phá trụ đường dưới. Các bạn nên nhớ một trận bách đó nhá, bách đó chúng ta chỉ bách đó được cái đường dưới hoặc đường tiến, còn chúng ta bách đó đường mid hầu như là không khả thi nhá, vì đường mid là cái đường gần thủ nhất của tiến địch, nó sẽ về thủ nhanh nhất,
Cho nên nếu các bạn khai thác một cái đường để các bạn bách đó thì chỉ có đường rồng và đường kinh công. Các bạn nên nhớ cho mình nhé. Muốn bách đó một mình thì chỉ có bách đó, đường rồng kinh công, đường mít hầu như là vẫn được nhưng không thể, gọi là không thể ấy, còn rất là khó. Đấy, cái pha này mình sẽ đẩy phía dưới ở đường này cho quái cao lên, một là thu hút tím địch mà xuống đây, cho quái ở đường rồng dưới đây. Nếu tím địch mà xuống đây thì mình sẽ lên đường trên, còn nếu tím địch ở đường trên mình sẽ xuống dưới. Đấy các bạn này, mình lại quá lên tiếp tiếp. Tại vì sao rừng đến làm clip rồi, có cái bạn này giỏi thế mấy. Đấy, các bạn thấy chưa, mình đấy, tím địch ta thu hút được 4 người ở phía dưới rồi. Thằng rát sẽ thủ ở đường này, mình sẽ lừa thằng rát này, lừa thằng rát nhá. Mình sẽ ra đẩy đường mít thằng rát này, thằng rát sẽ ra đây, mình sẽ đẩy ở đường trên này, thằng rát sẽ di chuyển theo mình này, thằng rát di chuyển theo mình này, thì đường mít của mình quải lên nhá. Mình sẽ lương rát các bạn xem, sẽ lương rát các bạn xem nhá. Từ từ bình tĩnh, pha này mình không được có bát các bạn, không được đóng đây rồi đấy này, quải mít lên này thằng rát nhá. Bình tĩnh, mình sẽ giấu sai. Đường tiến, thằng rát nó không bao giờ tính được cái đường lính tiến này nhá. Bởi vì nó không bao giờ tính được đâu. Rồi, cái pha này sẽ win luôn. Tìm địch 4 thằng, thằng rát ở đâu? Thằng rát đâu rồi? Rồi, ok, win. Các bạn thấy chưa? Đấy là cách lừa nhá. Đấy là cách lừa của thằng rát các bạn nhá. 3 trận đấu đã kết thúc và các bạn ơi. Một lái nào. Rồi, ok các bạn nhá, win nhá. Đấy là cách lừa thằng khác các bạn nhé. Rồi, trận đấu kết thúc rồi. Và cảm ơn các bạn rất nhiều. Và tất cả các bạn ơi, mà yêu. Bye bye. Đấy, có kỳ mà.